Dạ, chúng ta lại tiếp tục cái câu chuyện giao tiếp về myself, về hobbies và về Emily. về về family nhá. Mọi người biết không, nó hơi như thế này này. Thì cô Hạnh giải thích một chút đấy. Đó là mình rất là may mắn khi mà bạn Mohammed, bạn ấy vào lớp của mình. Thì cô Hạnh muốn dành cái thời gian á để cho mọi người có cái phản xạ giao tiếp với người nước ngoài. Tức là khi gặp họ là mình phải lao vào mình nói, mình lao vào mình nói luôn, mình không biết gì mình cũng phải lao vào mình nói luôn. Mình biết một từ mình nói một từ, mình biết hai từ mình nói hai từ luôn. Đó, thì lúc đấy cái phản xạ giao tiếp của mình nó mới tăng lên. Thì cái này là tại vì do mọi người chưa hiểu cái cách. Cô Hạnh là người đã từng học cái cách đó. Cô Hạnh là như vậy luôn. Tìm đủ mọi cách để nói được, tìm đủ mọi cách để có thể giao tiếp được luôn, thậm chí không biết nói gì cứ cười thôi cũng được. Đó, thì cái này á, thì cái này khi mà mình gặp gặp người thật á thì mình mới có thể làm được cái điều đấy. Còn bình thường bây giờ ví dụ bạn Mohammed bạn không ở đây đúng không, thì bắt đầu cô Hạnh đi từ từ dạy các bạn đó, từ 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 dạy các bạn không phải lo, nhưng mà mình phải tận dụng cơ hội. Mọi người biết không, tận dụng cơ hội đó, mình tận dụng mọi lúc mọi nơi mọi chỗ. Giống như bạn Mary nói là, ô em không thể nào mà em gặp người nước ngoài mà bây giờ em nói được tiếng Anh. Bảo không, em cứ gặp đi, cứ gặp luôn, không nói được cũng gặp, có sao, không nói được thì vác Google ra đó. Thì cái lúc đó là mình bắt buộc. Ví dụ như là ngày hôm nay thì cô Hạnh có kể chuyện là cô Hạnh gặp một anh người Mỹ không? Bình thường á là cô Hạnh rất là run, tại vì sao? Vì là native speaker mà người ta nói là mình không có hiểu cái gì luôn, mọi người nha, không hiểu gì luôn. Đó. Thế nhưng mà hôm nay nha, mọi người biết không? Ông anh này á, anh nói nào là Obama, nào là Donald Trump, nào là Biden, nào là cái gì mà chiến tranh gì rồi. Thôi. Mọi người biết không? Toán chủ đề mà khoai cực kỳ luôn. À, cô Hạnh vẫn hiểu. À, thật ra là không hiểu nhiều đâu, hiểu khoảng độ tầm ít thôi, 50-60% thôi, nhưng mà mình vẫn joy, mình vẫn really I think so này 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 ABC. Tức là mình phải 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 rất là kiểu mình phải hưởng ứng họ đấy, đấy như thế đấy. Xong rồi là sáng nay có anh Cường ngồi đấy, anh Cường thì chắc là cũng chẳng nghe được mấy đâu và lại chẳng nói được cái câu nào đâu. Đó, thế nhưng mà không, vẫn vẫn ok, vẫn bình thường đó, vẫn gọi là rất là friendly á, rồi là cười cười nói rồi này kia Cười hiệu hùa theo ấy, kiểu cười hùa theo đó. theo. Thế ra là cô Hạnh với cả anh Cường ngồi nói chuyện với anh này bao nhiêu, 2 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ luôn, biết không? Chả có cái gì phải sợ hãi cả, chẳng có cái gì phải lo lắng cả đó. Thì khi mà gặp 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 nhiều người ấy thì mọi người sẽ có được cái đó. Thế còn bây giờ thì cô Hạnh sẽ từ từ cô Hạnh hướng dẫn cho mọi người nói talk về yourself, rồi your hobby, rồi your family nhá. Ok, được chưa nào? Khi mà mình cần nhanh, mình cần chớp cơ hội là mình phải chớp ngay cơ hội nha. Ok, nào bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với lại một cặp đôi. Rồi ạ, à, bây giờ cô sẽ bắt đầu bằng một cặp đôi mà khá nhá. Khá này, thì mọi người á, mọi người yếu hơn này, đề nghị là ghi lại hoặc là nhớ lại cái câu á mà người ta đang nói với nhau, copy, tí nữa copy nha. Ok được chưa? Mà các bạn mà khá ấy, là ở đây là chúng ta phải nói chậm thôi để cho các bạn khác là nghe thấy nha. Nào bây giờ cô mời bạn cô mời chị Thúy và Ngọc My nào. Hai 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 bạn nào. Nói chuyện nào. Rồi ạ, tất cả các bạn khác là để ý cùng nói chuyện đấy nha. Chúng ta vẫn là ba cái chủ đề, vâng ạ. Chúng ta phải nhớ này, giao tiếp là phải như thế nào ạ? À? Phải đưa câu hỏi, trả lời câu hỏi và đưa ngược lại câu hỏi. Và chúng ta phải thể hiện rằng chúng ta đang tám chuyện với nhau. Đó, chúng ta đang tám chuyện với nhau, chứ không phải là chúng ta học tiếng Anh nhá. Không, giống như mấy con robot không được đâu. Rồi, bây giờ mọi người bắt đầu đi ạ. À, chị Good Thúy và evening. bạn Ngọc My. Evening, Hi Mi. My có đây không nhỉ? Rồi. Thôi được rồi, bạn My không có đây. Bạn chị Thúy với chị Tâm nào. Hai chị vậy. Hai Hai chị chị Thúy với chị này Tâm, đây. mọi người chú ý nha, mọi người chú ý nào. Mọi Hi người chú Miss ý hai Tâm. chị Hey Miss Thúy, how are you today? này. Yeah, I'm very well, thank you. And you? How about I'm doing well. Yeah. you? Rồi, đầu tiên là chúng ta Miss chào hỏi nhau nha. Mọi người nhớ nha, mọi người ghi lại nha. Đầu tiên là gạch đầu dòng á,
cái đầu dòng là mình sẽ phải làm gì đúng không? How are you? I'm good, thanks. How are you today? Kiểu như thế. Ok, rồi, tiếp tục đi ạ. Misty, who is next to me? You? Who is next to you? The boy. Behind, okay? My friend. Who is behind? Behind, not next. Who is behind you? Behind me. So cute. Is my son. Hello, my baby. Son. Hello, baby. Con chào bác đi. How are you? Chào bác, con chào tiếng okay. Anh. Okay. Rồi. Yeah, my baby. Okay. Girl. Yeah. Now he is 5 years old, so very small. Yeah. Yeah. Okay. So handsome. Okay, Tâm. Chị Tâm ơi. Chị Tâm ơi, mình đang có một cái chủ đề cực kỳ hay giữa hai người đúng không? Đó là cái cậu bé đó. Chị đã hỏi cái cậu bé đó rồi thì tiếp tục hỏi tiếp thì mình quan tâm nha. Mọi người nhớ là này, mọi người đang giao tiếp mà. Mình đang tám chuyện mà đúng không? Mình có một cái câu chuyện hay, mình có một cái topic hay là mình sẽ bắt luôn, đúng không? Bắt luôn vào đó, khai thác luôn vào đó và mọi người nhớ năm câu hỏi không ạ? Năm câu hỏi what? Daddy Ray question nhá. Để mình khai thác một vấn đề á. Và mình sẽ làm cho nó cái câu chuyện của nó dài. Làm cho câu chuyện của nó dài. Ok. Continue please. What is his name? Yes, your son's name. My son is his name Minh. Minh. Is. His name is. Đừng quên chú ý nha mọi người nha. His name is. Is Nhật Minh. So the first he first name. His first name, but the surname is Nhật, and the last name Minh. Nice. Mọi người ơi, cố gắng điều chỉnh là hai chị ơi, cố gắng điều chỉnh accent và pronunciation nha. Sao cho nó tốt hơn nha, vâng. Okay. And how about your family, Miss Tâm? So, how many children do you have? Oh yeah, I have two children. Oh, one really? Boy and one girl. They grow up. Yeah. So how about your son? My son now grow up and he is 26 years old and he go he work already. Yes. He's working. Yeah. Work. Oh. So work how... at the How was he born? He was born in 1996. Oh. So, 1996. So now maybe okay. Mọi người ơi, cái chỗ này chỗ nói năm á, nói năm là mọi người nhớ rằng là teen ấy là số 10 mấy thì là cái trọng âm nó ở phía câu âm 2 á. Đó, còn nếu như mà vâng mà là số 10 ấy thì là trọng âm ở âm đầu cho nên là mình sẽ nói là 1996 right rất là tốt ạ 1996 is he 26 years old yeah right oh So it looks like very younger than more than your age, right? Your age. Yes. Yeah. Did you look younger, right? Okay. So can you tell me about your age? I see. And how No no chị Tâm bạn Kiều Thúy vừa hỏi chị một câu chị đang bị miss chị Thúy chị Tâm đang bị miss một câu hỏi của chị Thúy ok chị Tâm sẽ hỏi lại chị ấy I'm so sorry can you repeat again yeah so how old are you I'm 49 years old. And you? Yeah, you are very younger. Thank you. Thank you. I'm 24 years old. You?
Yes, I am. Yes, I am. 24 years old. I'm sorry, 44. 44. 44. 44. Yes. It's so sorry, young too. I was born 1978. Yeah. Okay. Okay. And how about your daughter? My daughter, she is 19 years old. And 19. Now she's a student in the first in the first year. The first okay. year in university. Cô có một cái từ mà sinh viên năm nhất ấy là sinh viên năm nhất à? The first year. Đặc biệt ấy. Có khó đấy, có khó đợi. Cho nên là em cũng quên để em xem. Mọi người cứ nói chuyện đi ạ. Mọi người cứ nói chuyện, cô hẹn sẽ trả. So, can you tell me about the it means so where do you live? I live in Hanoi. Yeah. And you? The same? Me too. Now I'm living in Tây Hồ, chứ? Tây Hồ, is it? Tây Hồ. Yeah. Yeah. It's near Hồ, West it Lake. Does. Yeah. So, yeah. How do you often go to the West Lake? Yes, sometimes I go to the West Lake. I know that the yard the location you live is very is the center of city. Yeah, many coffee shop, shop and some famous restaurant. Yeah. Okay, rồi ạ, à, em cảm ơn chị Thúy với chị Tâm. Bây giờ là em mời một chị ở lại, một chị Ao. Hôm nay là chúng ta sẽ có bạn Kiều Thúy đến từ Nhật Bản và bạn Tâm Đàm thì đến từ Trung Quốc nhá. Tóm lại là hai bạn này là đang không phải là người Việt. Ok, rồi bây giờ cô sẽ đề nghị chị Tâm là người giả vờ là người nước ngoài trước nha. Rồi ạ, bây giờ cô mời mời Mary nào, Mary. Rồi bây giờ cho mọi người tự không giải thích tiếng Việt nha, không tiếng Việt nha. No Vietnamese. Nha, yeah, okay. Mary and Tâm Đàm. Okay, hi Mary. Are you there? Yeah. Hello, nice to Mary, meet you. Em nói to cho nào Mary ơi. Nhờ cô không nghe tiếng nhỉ? Where are you from? Mm-hmm. Oh, I'm from China. Uh-huh, I'm from China. Right. And you? Right. I'm from Vietnam. Oh, Greece. Nice to meet you. Okay, lần đầu tiên các bạn gặp nhau, chúng ta sẽ nói là nice to meet you. Nice to meet you, Mr. Sorry, can you repeat again? What's your name? Oh, my name is Tom. And how about you? What is your name? I'm Mary. Mary. Nice to meet you, Mary. You too. And how about your work today? Today I work. And you? Oh, I'm doing well. And today the weekend the day in the weekend so very interesting. Interesting. Yeah. Mọi người ơi, nói chuyện buồn quá. Mọi người ơi, trời ơi, ai lại gặp nhau lại buồn. Mary. What is your occupation? What? Occupation. Yeah. I work in the hotel. Yeah. And you? I work in officer. Officer, yeah. Mary. How are you today? Huh? How are you today? I'm good. Mary, how are you today?
How are you today? I'm good. Mary, how are you? How are you doing? How about you? Chị Tâm ơi, mình không lặp lại cái câu hỏi nghe nó rất là boring đúng không? Mình sẽ hỏi khác. How about you? How about you, Mary? My day was. Yeah, Mary. Listen to me. I hear in Vietnam very have a famous food. Please tell me some food your favorite or you like the most the food. Chị Tâm hỏi câu đơn giản hơn nha. What's your favorite food? Ok nào từ từ. Chị Tâm trả lời câu cái cấu trúc câu này nó sẽ là What is your favorite food? In Vietnam, hoặc là Vietnamese food. What is your favorite Vietnamese food? What is your favorite Vietnam food? Vietnamese food. Rồi ạ. Câu này chị Tâm hỏi nữa. Chị Tâm muốn hỏi là cái món ăn Việt Nam nào mà Mary thích nhất? Bạn thích nhất đấy. Favorite là rất là thích luôn đấy. Thì bạn Mary nói là I like eating gì hoặc là I like cái tên món ăn gì đó. Ok. I like chè nói là gì cô nhỉ? Chè sweet soup. Tức là chè là súp ngọt đó. Sweet soup. I like sweet soup. And you? Yeah, me too. And Mary, are there your family? Chị Tâm muốn hỏi câu gì đấy ạ? How many people? Hỏi nhà bạn có bao nhiêu người nhá? Đúng rồi ạ. How many people? Vẫn ở trong cái people. How many people are there in your family? Okay. My family has five people. Have my husband, have and two children. But two children. Yes. Second children. Seven years old. seven, eight years old, and daughter, three years old, and boy, five years old, only student. Okay. Thank you. Okay. Mọi người cố gắng ấy, simple cái question của mọi người nhá. Với những cái bạn mới ấy, như bạn Mary thì mình sẽ hỏi những câu hỏi rất là rõ ràng. Ví dụ như là mình hỏi bạn là how many people are there in your family thì bạn Mary sẽ nói là there are four people in my family, hoặc là bạn có thể kể luôn ra là nhà bạn có những ai đó. Thì mình sẽ khai thác là thế thì tên của những người đó là cái gì, hay là họ làm nghề gì, hay là họ bao nhiêu tuổi, đúng không? Thì mình sẽ hỏi tiếp những cái câu hỏi đó về family. Được chưa? Rồi bạn Mary ơi, Mary chưa có cải thiện bất cứ cái gì ở trong cái vấn đề phát âm của em nha. Em về nhà luyện thêm giúp cô gái. Mình luyện ít nhưng mà mình phải luyện tốt nha. Ok? Vietnamese accent toàn bộ luôn và không có vận dụng được cái gì trong mấy cái bài vừa rồi cả. Mình đã học rất là nhiều âm rồi. Đúng không? Mình học rất nhiều. Em bắt chuyện với bọn đây thôi, nó đi qua cửa nhà suốt ngày. Không, bây giờ cái vấn đề của Mary mà bắt chuyện với bạn Tây ấy là bạn Tây cũng chả hiểu em nói cái gì. Đề nghị là em focus vào cái việc là em học phát âm giúp cô trong 3 tháng này nha. Sau đó là tiếp tục tiếp diễn nhá, bởi vì là không cải thiện gì về mặt phát âm là không được. Được chưa nào? Tiếp tục ạ, mời bạn Bùi Ninh ạ. Bùi Ninh bây giờ chị Tâm là một bạn nước ngoài ạ. Vâng.
À thôi, mời bỏ bỏ qua chị Tâm đi. Bây giờ xin mời chị Tâm Tâm nghỉ. Bây giờ chị khác. Mời chị Phượng ạ, Bích Phượng ạ. Mời chị Bích Phượng và bạn Bùi Ninh nào. Hai người, một người Mỹ và một người Việt Nam nhá. Rồi chị Phượng là người Mỹ. Mời chị Phượng ạ. Mời chị Phượng và bạn Ninh ạ. Chị Phượng ơi, chị Phượng có mic chưa ạ? Bạn Ninh có mic chưa ạ? Bạn Ninh mở mic lên đi ạ. Không thấy ạ. À rồi, bạn Ninh lên rồi. Thôi nhà em đông người lắm nên là... À đông người à? Dạ. À thôi, được rồi, thì đông người thì cứ tắt nghe nha. Ok ạ. Dạ, dạ. Rồi, bây giờ thì mời bạn khác. Chị Phượng đang gọi mãi chưa thấy đâu ạ. Chưa. À, thế là vâng ạ. Vâng, thế thì chị Phượng lại tắt mic rồi ạ. Vâng, thế thì được, cũng không sao ạ. Mời bạn My à? My là ai nhỉ? Tự dưng lại có một bạn tên là My, xong một bạn tên là Ngọc My Hoàng. Lớp mình có hai My à? My ơi. Em chào cô. My á? Hôm nay có phải là lớp của My không? Hôm nay có phải là lớp của con không My? Em thấy không phải, nhưng mà mẹ em bảo em là... Thế thì chắc là mẹ nhìn thấy cô nhắc cái gì. Cô nhắc các con là tất cả các buổi mà có các con thì các con vào học thôi. Còn bây giờ là cô đang dạy lớp khác con nha. Ok, rồi chào con. Uh-huh. Rồi ạ. Rồi ạ, mời bạn Thanh Nguyễn và bạn và chị Kiều Thúy ạ. Mời bạn Thanh Nguyễn và chị Kiều Thúy ở đây. Chị Kiều Thúy đang là người Nhật nha. Một bà đến từ Nhật. Rồi mời bạn Thanh ạ. Hỏi chuyện đẹp. Bây giờ chúng ta gặp người nước ngoài đây. Hello Kiều Thúy. Yeah, that's right. I'm very glad to see you. How are you, Mr. Thanh? I'm fine, thank you. How about you? Yes, I'm good today. Yeah. Okay. Hỏi tiếp đi, chị Thúy hỏi tiếp đi. Hỏi Thanh đi. Chị Thúy chủ động nhá. Thanh cũng chủ động nhá. Hỏi nhiều vào. Mr. Thanh, so I can I see the face? À bạn ấy có bạn ấy máy của bạn ấy không có camera. Ok, rồi. Nào chúng ta sẽ đấy hình ảnh của bạn đây. Đấy. Yeah. Rồi chúng ta tiếp tục đi ạ. Yes, Mr. Thanh, so can you tell me where do you live now? Chị ấy hỏi nha. Chị Thúy hỏi em là where do you live? Em đang sống ở đâu? Thanh trả lời này. I live in Ho Chi Minh City. Thanh trả lời đi. I live in Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City. And you? What are you living? Em hỏi lại nào. What are you living? What are you living? Where are you living? Cô xin lỗi. Where are you living? Rồi. Where are you living? I'm living in Hanoi. Yeah, rất là tốt ạ. Ở đây có hai câu hỏi chúng ta đều hỏi được nhau. What? Where đúng không? Where are you living? Hoặc là where do you live? Thì khi mà người ta hỏi là where are you living? Thì mọi người sẽ trả lời là I'm living. Còn nếu mà mọi người họ hỏi là where do you live? Thì mọi người sẽ nói là I live. Ok? Hai cái cấu trúc này khác nhau nhá. Rồi, ok. Mọi người tiếp tục đi. And how many person in your family? How many people, chứ không phải person ạ. How many tức là nhiều rồi, chúng ta sẽ dùng số nhiều nha. How many people are there? Are chúng there ta có câu đó. Dạ, đúng rồi. There are two people family. There are two people in my There are two people in my family. In my family. Right. And em trả lại câu hỏi cho chị nào. Em trả lại câu hỏi cho chị Thúy.
And what about your family? What about family? Your family. What about your family? Mm. Your family. My family have four people. My family has. Chị Thúy nhá. My family số ít này. My family has. My family has. My family has. Has. Four. Right. Yes. My husband. My daughter. Son and me. Mm. Where to Are you married? Tức là chị hỏi là em đã kết hôn chưa? Are you married? Là chị hỏi thế nhá, chị hỏi em là are you married? Tức là em đã kết hôn chưa thì em sẽ trả lời chị là yes. Yes, I got married. Yes, I got married. Yes, I got married. Rồi ạ, mọi người nhìn cô Hạnh nữa nhá, mọi người nhìn cái của cô Hạnh nữa chứ không là không hiểu gì đâu. Rồi I got married nhá. Hoặc là chị Thúy có thể hỏi cái câu khác ngoài cái câu are you married thì chị sẽ hỏi là how did you got married. Đấy, kiểu như vậy. Nhưng mà không sao cả. Are you married là được rồi. Còn bạn Thanh Nguyễn có thể trả lời là I got married hoặc là I am married. Ok. Được chưa? I am married. Right. Rồi. Tiếp tục ạ. Bạn Thanh có câu hỏi gì thì vác ra hỏi đi. Xin mở đâu. Where are you? What are you doing? Doing free time. Happy job. What do you like doing? Now, chúng ta có câu trúc là what do you like doing in your free time? Em đọc lại đi, Thanh đọc lại nào. What do you like doing? What do you like doing? Doing when do. You have hoặc là in your free time. In your free time. In your free time. Rồi, chính xác ạ. Đúng rồi, chị Thúy trả lời câu này đi ạ. In my free time, I like hoặc là I like. Love hoặc là I enjoy hoặc là I prefer, đúng không ạ? Chúng ta dùng nó ấy đi một chút ạ. Rồi mọi người nói đi ạ. I like my free time. I like go shopping. To do exercise in the morning. Go to visit my parents in the Sunday. And how about you, Mr. Thanh? How about you? Tức là họ hỏi lại đúng em cái câu hỏi là what do you like doing ấy. Em mọi người có hiểu không? What about you? Thế còn bạn thì sao? Nha. Yeah. What about you hoặc là how about you? Cái câu hỏi này đều là bạn, thế còn bạn thì thế nào? Ok, Thanh trả lời đi. In my free time, I like reading book. Yeah, reading book. And anything else? Anything else? Tức là còn cái gì khác nữa không? Mình nói tiếp tục đi, mình nói sao cô quên rồi. Mình nói tiếp tục là I like. Đấy, chúng ta lại tiếp tục nói từ I like hoặc là I love hoặc là enjoy. Đây này, cô đã ghi nhá. Mọi người hôm nay cô ghi các cái câu hỏi mà các bạn đang hỏi lên cái phần chat nhá, chat box ạ. Mọi người có thể ghi lại. Rồi.
Rồi ok, thế thì bây giờ nhá, bây giờ chị Thúy này, chị Thúy ơi, chị Thúy hôm nay vẫn chưa khai thác được 5 câu hỏi question 8 nha. Ở đây thì có một số bạn á thì khá tiếng Anh hơn ấy, thì mình sẽ phải học cái cấp độ cao hơn nha. Ví dụ như là hôm trước cô Hạnh có hướng dẫn mọi người là hỏi những cái câu hỏi là what, where, when, why và who, đúng không nào? Ví dụ bạn Thanh Nguyễn này, bạn ấy nói là bạn ấy thích gì nhỉ? Drink gì? Drink beer hay là drink coffee nhỉ, Thanh nhỉ? Vừa nãy nói đầu tiên em nói. Đọc sách, reading book. Rồi ok. Bạn nói là oh, I like reading book. When I have free time, đúng không? Thì ngay lập tức là chị Thúy sẽ rất là curious, rất là tò mò hỏi bạn là oh, what gì đó, đúng không? What kind of books do you like? À, thế cái loại sách nào mà bạn thích đấy? What kind of book do you like? Đúng không ạ? Rồi chúng ta có thể hỏi nhá. What? Rồi, Thanh trả lời đi. What kind of... Em trả lời bằng tiếng Việt, cô sẽ giúp em bằng tiếng Anh. Em thích đọc sách là quản lý kinh doanh á, thì mình nói. À rồi ok, nói về business. I like, ok, I like a business book, right? Yeah, that's right, business book. Đó. I like business book. Đúng rồi. Nào tiếp tục nào. Chính xác. When do you read things? When do you usually, hoặc là when do you often, hoặc là how often nhá. Chị dùng cái từ how often nó tự nhiên hơn nhỉ. How often do you read book? Không phải do you reading, hoặc là what, how often do you like reading cũng được. Ok, do you like reading book? Rồi, ok được chưa? Tức là mình sẽ hỏi tiếp là chị hỏi là bạn đọc thường xuyên như thế nào? Bao giờ bạn đọc mỗi ngày à? Hay là bạn đọc cuối tuần à? Hay là bạn đọc như thế nào? Bạn Thanh? Mình đọc mỗi ngày vào buổi chiều. À mình đọc. Ok. I read book every day. Lặp lại nào. I read book every day. I read book. Every day. When I have free time. Rồi rất tốt ạ. Nào bây giờ bạn Thanh sẽ nói lại câu này nó trôi chảy hơn nhá. I read book every day when I have free time. I read book every day. In my free time. Rồi ok, rất tốt ạ. Nào bây giờ how often rồi? Chúng ta còn gì nhỉ? Rồi bây giờ bạn ấy không thể nào mà đọc sách với ai được, đúng không? Cho nên là chúng ta bỏ qua cái câu who. Đó, bỏ qua cái who là bạn đọc sách với ai, nhưng mà vẫn có thể là hỏi who, bảo là cái nhân vật nào mà bạn thích nhất ấy. Nhưng mà bạn ấy đọc sách kinh doanh cho nên là bạn ấy sẽ không thích nhân vật nào cả, đúng không? Chỉ là sách kinh doanh thôi đó. Cho nên mình sẽ hỏi cái câu khác. Why do you like reading đúng rồi. Why do you like reading? Tức là sau like bao giờ cũng là verb in nhá. Why do you like reading? Rồi tại sao mà bạn lại thích đọc sách đấy? Đó, cái câu này được. Em trả lời nào. Tại sao em lại thế? Em trả lời tiếng Việt, cô sẽ nói tiếng Anh. Mình muốn nâng cao trình độ quản lý. À, rồi. I want to improve myself. Ok? I want. Nào lặp lại nào. I want to improve. Improve, nâng cao đó. Improve. My, quản lý đúng không? My management skill. Management skills. Okay, trình độ quản lý đó, management skills là cái khả năng đó, là cái rồi ok. Tốt. Why do you like? Rất tốt nha. Rồi ok.
Rồi bây giờ cô sẽ cảm ơn bạn Thanh, rồi cô mời bạn khác ạ. Dạ, ở đây là có bạn Thanh này. Chị Phượng có mic được không? Nếu mà chị có mic thì chị bật lên để chị nói những cái chuyện nhá. Phạm nó, bạn Phạm có mic không? Hôm nay ít bạn học quá nhỉ? Lý do vì sao mà lại ít bạn học đấy? Ít bạn học thì cũng được thôi. Hôm nay cuối tuần nghỉ lễ cô ạ. À, chắc là vậy rồi. Dạ có cô. Ờ rồi bây giờ là bây giờ chị Thúy lặp lại cái này nhá. Nãy giờ là cô Hạnh đã giảng chị Thúy rồi, bây giờ chị Thúy với cả bạn Phạm nói chuyện với nhau đi ạ. Bởi vì là chị Thúy là vâng, bạn Phạm với chị Thúy nói chuyện nhau đi. Tại vì Phạm chưa có nói nhiều đâm ra là cô Hạnh không có biết là vấn đề là level của bạn Phạm ở đâu ấy, thì em cứ nói đi, em cứ nói với chị Thúy để cô nhận ra. Hello, Miss Thúy. Yeah, hi Phạm, how are you? I'm fine, thank you. And you? Yes, I'm very well, thank you. What do you do, Miss Thúy? Nếu mà chị chưa nghe rõ thì chị hỏi lại bạn. It means how do you do? Right. What do you do? What do you do? Mm, right. What do I am a officer of in the small company. More company. More company. Một công ty nhỏ. A small company. Small company. Small company. Small company. Không phải là company. 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 Small company. Yeah. So, how about company. You? Yeah. I'm a negotiator. Really? I'm an accountant. 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 Yeah. Accountant. Phạm nói lại nào. Accountant. Accountant. Rồi, rất tốt. Yeah. Am ân nhé. Phạm nhé. Am ân. Bởi vì ơ là nguyên âm mà. Chúng ta sẽ phải dùng ân nhé. Am ân accountant. Am ân accountant. Yeah. How are you? I'm very well. Thank you. Mm. Ý bạn muốn hỏi mình là bạn bao nhiêu tuổi đúng không? Hay là bạn khỏe không? Bạn khỏe không đã hỏi từ câu trước rồi. Em muốn hỏi gì nào? How old are you? Right. Now I'm 44 years old. And you, Phạm? How old are you? I'm 35 years old. Yeah. Oh, you're younger than me. 30, yeah? Phạm, em nói lại này. I'm 35 years old. I'm 35 years old. 30. I'm 35 years old. Rồi, Phạm lặp lại cái câu từ đấy cho cô. 30. 30. Rồi, 30 nhá. Ừ, không phải sớt đâu nhá. 30. 30. Okay. So how long have you been a accountant? Đúng không cô nhỉ? How long have you been an accountant? Ý em là bao nhiêu lâu bạn làm kế toán rồi? Làm kế toán được bao nhiêu lâu rồi? Okay, how long have you been an accountant? Rất tốt. I think gắn bó là gì? Em quên mất tiêu rồi cô. Gắn bó? Yeah. Bạn ấy hỏi là em là how long là em cứ trả lời thẳng một câu hỏi thôi, em cần phải trả lời đi xa đâu. Bạn hỏi là how long tức là bao long. Lâu rồi á, thì em có trả lời bao nhiêu năm thôi. For hay là gì đó. For
19 years old, right? Long, so long time. I work for S year. Yeah. Em nói là, gì? Là có 8 năm. Bạn làm được 8 năm rồi đúng không? Ấy là em làm từ năm 18 tuổi. À, thế thì là em sẽ trả lời câu này nhá. Em sẽ trả lời câu này như sau. Ok, nghe này. I have been an accountant for 19 years. Ok, khoảng 19 năm nhá. Rồi, khoảng 19 năm. Hoặc là em sẽ có thể nói là I have been an accountant since I was 18 years old. Ok, chúng ta có thể nói về khoảng thời gian bằng for, hoặc là chúng ta sẽ nói là từ bao nhiêu lâu. Từ khi tôi 18 tuổi. Since. Ok, since I was 18 years old. Ok. Hi Mohammed. Trời ơi, chúng ta lại được gặp bạn rồi. Các bạn ạ. Ok. Hi. Hello. You are a little bit late. Yes, I think. Yeah, yeah. Okay, sorry. Don't worry. So sorry for that. No. Don't worry about that. Okay. Okay. So now we have Mohammed from Egypt, and I will call someone else. Okay, thank you, Pha and Kiều Thúy. Right. Welcome. Right. Okay. We have Ngọc Mi. Ngọc Mi, are you there? Are you there, Ngọc Mi? Ngọc Mi said today, her internet is not good. Okay. Rồi, right. Ok, vậy thì bây giờ cô Hạnh sẽ nói chuyện với cả bạn Mohammed. Sau đấy là cô sẽ nói về các câu hỏi và câu trả lời để các bạn ghi lại luôn nhá. Các bạn hôm nay chỉ có ít người ấy. Chúng ta sẽ lấy vở ra, sách vở ra, chúng ta sẽ ghi lại các cái câu hỏi và câu trả lời trong cuộc hội thoại. Ok, được không? Và nhìn cách mọi người ta giao tiếp như nào, chứ còn mình cứ giao tiếp buồn như là ăn cơm nguội luôn ạ mọi người ạ. Ok, Mohammed, now we are you teach us how to talk about like you and me. Ok, you and me talk together, and then our student can write the question and the answer. Okay. Yes, let's start. Go ahead. Let's start. Okay. Okay. Oh, hi, Mohammed. Welcome to our class today. How are you today? Oh, really? Yeah, I'm well. I'm rather good. Everything is all right. So, what about you? I'm well, but today I'm so happy because I met some new people. Oh, what a lucky person. You are so lucky to have new friends, new persons. Yes. And yes. I've seen your post on Facebook, right? So you have a topic of American or pictures and violets and... Yeah, it was really amazing for me to know and have that you have new friends in your country, in your province, that you are living in it. Great. Sounds great. Sounds good. Okay. Thank you so much. A little bit. Okay. Give me 1 minute to tell with my student. Okay, go ahead. Okay, mọi người ơi, cô với cả bạn Mohammed vừa nói gì nhỉ? Vừa chào hỏi đấy. How are you? Rồi là các thứ đúng không ạ? Bạn nói là âm cút thôi, nhưng mà hôm nay thì cô Hạnh đã nói là ôi tôi rất là hạnh phúc hôm nay bởi vì tôi đã gặp vài người bạn mới, đúng không? Đó, chúng ta phải đúng không ạ? Gặp vài người bạn mới. Đó. Ok, go ahead, Mohammed. Ok,
So for today, as you know, I'm off, but I went out to buy something for my family because you have already known that I'm in Ramadan, I'm fasting nowadays. So my sister used to prepare food and everything for our breakfast. And this is gonna happen after an hour and 20 or 25 minutes. Yes, but I'm so happy for you, okay? I'm so happy for you because you got new friends, yeah. Okay? Mm-hmm. Yeah, so could you tell me how's your family? How are your daughters and how is everything going on? Ok, mọi người ơi, bạn ấy đang hỏi gì nhỉ? How about your family? Ok, bạn ấy đang hỏi tình hình. Can you repeat again, please? That question, every question about okay. My family. Ok, how about your family or what about your family? Ok, đó, bạn ấy yes. Hỏi hai cấu trúc đúng không? How about hoặc là what about your family? Tức là hỏi là gia đình bạn thế nào đó. Thì cái câu này chỉ trả lời mỗi như này thôi. Thank you to asking me. My family is good. And what about you? Yeah, they are well. Rồi đó. Yeah, my family is good hoặc là they are well. Được chưa? Mọi người nghe rõ không ạ? Okay. All right. You said yeah, so, today is a Ramadan. No, not today. This month is Ramadan month in your country, right? Yeah, absolutely. Yes absolutely true. Yeah, but about can you share me a little bit about Ramadan month? Rồi, bây giờ cô Hạnh đang hỏi bạn là Can you share me? Bạn có thể chia sẻ cho tôi một ít thông tin về cái ngày, cái tháng Ramadan của người Muslim là đạo hồi hay không nhá? Mọi người hãy nghe bạn chia sẻ nhá. Okay, can you share me something about Ramadan month? Okay, this month here in Egypt we used to fast. It means like fast. Not eat. Yeah, I don't eat, I don't drink, I don't do sins or faults or mistakes, okay? And I always ask Allah forgive me, remission, forgiveness by doing my prayers, asking Allah if I want to achieve something to help me and make it as easier as I can to pass every difficulties, the challenges and everything like that. So that's it. But you know, I'm fasting for maybe 15 hours per day. Wow. And after this, I will take my breakfast and I will stay for 8 hours. And after that, I will do fast again. I will do fasting again. Okay. Yeah. Thank you so much. Okay. Yes. Các bạn có nghe thấy bạn ấy nói gì không? Có nghe được không? Rồi cô Hạnh sẽ giải thích lại luôn này, sau đấy là các bạn sẽ nghe lại nhá, nghe lại ở trên YouTube ấy, cái đoạn bạn ấy vừa chia sẻ nhá, để xem đúng không nhá. Rồi bạn ấy nói rằng là Ramadan là cái tháng ấy mà trong cái tháng đó là tất cả những cái tín đồ Muslim ấy đều phải fast. Faster là gì? Bạn ấy nói là it mean, tức là faster là như thế nào? Đó là các mọi người á, là không được ăn khi mà có mặt trời. Đó, không được ăn, sẽ nhịn đói toàn bộ cái thời gian đấy mà không được ăn, không được uống luôn. Không phải là không được ăn và được uống đâu nhá. Don't eat and don't drink, ok? During kiểu là trong suốt cái thời gian mà mặt trời mọc đấy. Từ sáng đến khi mà mặt trời lặn á, thì mới bắt đầu là được ăn. Và hôm nay là bạn ấy đang nhịn ăn và nhịn uống đà lá 15 giờ đồng hồ rồi. Are you hungry? Mohammed? Yeah, what did you say? I said this is the first time in Ramadan month or the first day. You mean first day? No, it's eighth.
đã là 8 ngày rồi, đã là 8 ngày rồi. Ok, bạn ấy đã fast 8 đang tạm được 8 ngày rồi. Ok, are you no. What time is it now in your country? It's 4:55 p.m. Ok, 4:55 p.m. tức là bạn chưa được ăn. Bây giờ bạn đang đói, bạn đang rất là đói luôn, cho nên bạn đang rất là mệt, vừa đói vừa khát. Are you tired now? No, I'm not tired. Not tired? No, it's healthy. And, okay, healthy? It's healthy, yeah, it's so healthy, yeah. All right, okay. Yeah. Hỏi bạn là bạn có đang mệt không? Thì bạn nói là không, bạn đang rất là khỏe khoắn ấy. Healthy là khỏe khoắn nhá, chứ không phải là strong, là mạnh mẽ, mà là healthy là sức khỏe của bạn tốt. So, how many times will you eat today? How many times? Just two times. 2 hours, right? 2 hours, right? No, eight. 8 hours. No, I mean, how many times from now? Yeah, I told you. Yeah, I told you two times. Okay, two times I will eat. Oh, you mean? Oh, okay, I understand. Okay. Hours. Yeah. Okay, so after an hour and 10 minutes, I'm gonna start eating. After what hour? 1 hour, 20 minutes or 10 minutes. Sau 1 giờ 45 phút nữa hoặc là đó, cái khoảng đó thì bạn ấy sẽ được ăn bữa đầu tiên trong ngày của bạn ấy ngày hôm nay nhá. Mọi người nhớ nhá. Mà bạn ấy đang Ok, now I got it. Maybe okay. Okay, but I'm really happy because you are healthy right now. Yeah, thank you. But I want to add something. Okay. All right. So I will eat two times. Okay. First is after is my breakfast, and the second is before fasting. Okay. Like lunch. Okay. So that's it. Two times per day. Sometimes I eat. Yeah. Sometimes I eat one time only. Okay. Đôi khi là bạn ấy chỉ có ăn có một lần trong một ngày thôi. Yeah, and I usually take only a meal per day. Okay. One time. Bạn ấy chỉ có ăn có một lần một ngày thôi. Mọi người có muốn hỏi bạn điều gì không? Mọi người có muốn hỏi bạn điều gì về cái phong tục rất là kỳ lạ này của tín đồ Muslim không? Mọi người có muốn hỏi gì bạn không? Mohammed. Yeah, Mary, how are you? Oh, why are you wearing a face mask? Why? Are you okay? Tại sao mà em lại đeo cái khẩu trang ở nhà em đấy? Bạn ấy hỏi em thế đấy. Because my baby, nói COVID thì cũng nói COVID bình thường hay là nói như thế nào cô? Em muốn nói là gì? Em muốn nói tức là con em nó bị COVID, còn em thì không. Okay, Mohammed, she said his son has COVID right now, and that's why she want to protect herself in front of her son right now. He is carrying her son, right? But her son has COVID right now. Okay. Oh, so sad. So sorry for him. Okay. So I think nowadays the coronavirus is not as strong as like in the best. Okay. So you should make some precautions or give him some medicine or drugs. Not medicine. I think that you have to rely on natural. Okay. Natural fruit, natural drink, beverages, hot beverages like lemonade. Hot juice, like ginger tea, etc. And you should make him eat garlic, onion, carrot, and etc. Okay, and try to give him a positive spirit. Okay, positive spirit that you are gonna pass this, you are gonna be okay. Don't worry, I'm next to you, I'm by your side, and everything is gonna. You're right. Really, I'm shocked. Okay, so you should take care of yourself, take care of your sons, your husband, your family. Okay, and I hope that
maybe 1 or 2 or 3 days, he is gonna get a speedy recovery. He's gonna heal. God is gonna help him to pass these hard times. Okay. Rồi các bạn ơi, bạn ấy nói rất là dài đúng không? Và thì bạn ấy nói rằng là bạn ấy rất tiếc về cái tình trạng của bạn Mary. Tuy nhiên là bạn nghĩ rằng bây giờ là COVID nó không còn nặng nề quá rồi, cho nên là hãy ăn một số cái loại đồ ăn tốt cho sức khỏe, rồi uống một số cái loại nước cam hay là gì đó, ăn tỏi hay là ăn hành hay là gì đó đó. Đấy, và hãy chăm sóc gia đình của bạn thật là tốt nhá. Đó, ý là bạn ấy khuyên như vậy. Thì mọi người ơi, cô Hạnh sẽ đăng cái clip này lên YouTube, và vì thế cho nên khi mà các bạn xem lại cái buổi học á, thì các bạn hãy trích ra, tức là mình sẽ tua đến cái đoạn nào mà mình muốn nghe lại nhá. Mình muốn nghe lại là để mình tăng cái khả năng nghe của mình lên. Là lúc này là mình đang không nghe được bạn ấy nói gì, nhưng mà mình nghe đi nghe lại khoảng 5 đến 10 lần thì sao, đúng không? Thì mình sẽ nghe được bạn ấy nói gì. Được chưa? Mọi người có hiểu không ạ? Rồi, ok. Thank you, Mohammed, to come here today. And and thank you, Mary, too, nhá. Hôm nay Mary là con nhỏ mà lại bị COVID mà vẫn ngồi đây để học bài. Mọi người thấy cái tinh thần này nhá. Mọi người lấy cái tinh thần này để mọi người học hỏi nhá, bạn Mary nhá. Đó, bạn Mary tập trung thời gian để bạn Mary sửa cái phần phát âm cho cô Hạnh nhá. Không có làm, không có chơi game, không có gì đó nhá. Tập trung vào. Có thời gian là rảnh là phải luyện. Luyện miệng để mình làm tốt hơn nhá. Thế còn các bạn khác thì cố gắng là có internet tốt này, rồi thì là có cái chỗ ngồi tốt ấy, để cho mình học cho nó tốt hơn. Thế còn nếu như trong trường hợp mà mọi người không có bật mic lên nói được, thì mọi người cũng cố gắng nghe, mọi người cố gắng tập trung nghe, thì mọi người sẽ có cái cảm xúc, cái cảm giác về tiếng Anh nhiều hơn, đúng không ạ? Ok, thank you Mohammed, because we are done. And see you later. See you next time. Next thank week. You all. Okay. Yeah, sure. Yeah. Thank you all for your time too. I'm so happy, but I'm so sad at the same time because I came so late. Okay. No, don't worry. I wish everybody to have a nice evening, a good night, and Mary, for especially like I hope that she can get speedy recovery for her son. Okay, and everything's gonna be all right. Okay, and Tui, I'm so happy to see you today. Okay, and hope to talk with you tomorrow. Okay, have a nice time. Have a wonderful time, all. Have a wonderful time. Have a nice weekend. Oh, thank you. You too. You too. And keep wearing this pink color. Okay, on you. I like it. Yeah, it makes like. So activated, enthusiastic. I feel the life, okay, especially from this color. Okay, everything is like rejuvenated or something. Okay, so yeah. Keep smiling, okay. And Mary, you will get take care of your son, okay, and everything's gonna be all right. I hope everything you're having a nice time and good night. Really, it's 11, right? 11 by your time. 11 p.m., right? It's 11? Okay. So take care of yourselves, please, and I'll to see you tomorrow. Okay. No, not tomorrow, please. Not tomorrow. We have... Not tomorrow. No, not tomorrow. No. Today, yeah? Thursday. No. Tuesday. Wednesday. Tuesday, Wednesday. Thursday and no, Friday and Saturday. Okay, let me try to stick again. Tuesday, okay. Wednesday, Friday and Saturday. Okay. Just send me a link. Yeah, okay. Send me the link. Can you? Right. Yes. Okay. Mọi người ơi, bài tập về nhà của mọi người ngày hôm nay này. Ngày hôm nay là kết thúc ba cái chủ đề rồi, đó là chủ đề về bản thân, về sở thích và về gia đình nhá. Thì bây giờ mỗi bạn sẽ có một cái bài tập như sau. Chúng ta sẽ về, chúng ta sẽ tưởng tượng ra một cuộc giao tiếp về ba cái chủ đề này với bạn của chúng ta, chẳng hạn với bạn Ai Cập của chúng ta chẳng hạn nhá, đi đúng không ạ, với bạn nào đó. Sau đó là các bạn viết xuống vở và gửi cho cô Hạnh nhá.
Đấy chưa? Bài tập về nhà đấy. Tưởng tượng ra một cuộc nói chuyện không cần phải quá nhiều nha mọi người nha. Mọi người biết đến đâu mọi người viết đến đấy, biết đến đâu viết đến đấy nhá. Để cô Hạnh kiểm tra lại xem là có cái gì đọng vào trong đầu các bạn. Nhá, có gì đọng vào trong đầu các bạn mà các bạn không có tra chiếc gì cả. Không có tra chiếc gì hết nhá. Nếu như trong trường hợp mà các bạn ấy mà không nhớ câu hỏi đó là gì thì mời viết tiếng Việt luôn. Mời viết tiếng Việt luôn, tức là mình nghĩ ra một cái cuộc nói chuyện. Kiểu hiểu được đến đâu thì nói đến đấy đúng không cô? Dạ đúng rồi ạ. Tức là cứ mình nghĩ ra là mình review lại nha. Mà mình không có tra mạng nha. Mình không có làm gì bởi vì cô Hạnh không có yêu cầu các bạn phải làm điều đấy. Cái làm điều đó nó không nghĩa luôn. Nào, không có ý nghĩa gì cả. Bây giờ sau 2 tuần thì chúng ta đã talking về là bản thân mình này, rồi là về sở thích và về family rồi. Bây giờ cô Hạnh sẽ kiểm tra lại. Đây là một cái bài test để xem ra các bạn đã hiểu bài đến đâu. Thì các bạn sẽ tưởng tượng ra một cái câu chuyện mà mình mới gặp một cái bạn nước ngoài và mình nói về ba cái chủ đề này để xem các bạn nhớ được bao nhiêu. Nếu như trong trường hợp mà các bạn nhớ được bằng tiếng Anh, các bạn ghi xuống bằng tiếng Anh, các bạn nhớ được bằng tiếng Việt, các bạn ghi xuống tiếng Việt. Cái quan trọng nhất đó mà cô Hạnh muốn truyền đạt ấy, đó là chúng ta phải nói cái gì trong cái cuộc nói chuyện đấy. Chứ như hôm nay mà bạn Văn Cường á, bạn đến nhà cô mà bạn gặp được anh người Mỹ á, trời ơi, cơ hội tốt như vậy mà bạn chả hỏi được câu gì. Hỏi tiếng Việt cũng không hỏi được luôn. À, thế anh hỏi tiếng Việt thì em sẽ translate cho anh, em sẽ gì nhỉ, phiên dịch cho anh, cũng không hỏi được luôn. Mọi người có hiểu cái vấn đề này không ạ? Mọi người không có ý tưởng idea về cái chuyện là hỏi người ta cái gì. Đây là kỹ năng giao tiếp. Vâng, đây là kỹ năng giao tiếp nha mọi người nha. Cho nên là mọi người cố gắng giúp cô là xây dựng một cái câu chuyện giả tưởng, giả định rằng là nếu như mà mình gặp một ai đó mới gặp thì mình sẽ nói gì với họ. Nếu trong trường hợp mà các bạn bí quá, các bạn không biết tiếng Anh, các bạn ghi thẳng tiếng Việt luôn cho cô. Ghi thẳng tiếng Việt là vì sao? Vì cô Hạnh muốn là các bạn hiểu đến đâu rồi, biết đến đâu rồi. Sau đấy mình bổ sung, chứ còn không phải tra mạng hết. Sao anh cứ Pháp cũng nói luôn, cũng cứ viết tào tạ, tào lao luôn như thế luôn để cô xem ra là các bạn đang như nào. Đấy chưa? Nhớ nhá, kỹ năng giao tiếp là một phần rất quan trọng đó. Xây dựng cái câu chuyện. Đấy chưa? À, mọi người đã hiểu cái bài tập chưa? Người hiểu bài tập rồi đúng không ạ? Vâng. Ok. Rồi nhá, bye bye. See you. Bye bye. See you next week. Have a nice time. Bye bye. Okay.